nâng đỡ thế này cũng được. Nếu ta được đi tìm cũng có rồi. Ví dụ thế, thì là gì? Chúng ta có hai trường hợp. Một là được nâng đỡ hoàn toàn. Thứ hai là gì? Ở trạng thái đối tượng được nâng đỡ thực hiện một phần. Ta không nói là một thuần túy mà là được cho cùng một người trước. Sau này chúng ta đi sâu vào rồi, chúng ta sẽ nói được một trạng thái trừ hai ba trừ hai cộng thứ cho đến khi sau. Rồi thứ ba là thứ ba. Ta sử dụng vận động thụ động để đánh giá tầm tầm khớp
nếu xảy ra trường hợp hạn chế vận động khớp thì ta phải đánh giá là cái hạn chế này là do cơ hạn chế vận động. Ok, nếu do khớp thì là khi ta vận động mạnh thêm thì bệnh nhân sẽ có đau tại vùng khớp, thì đó là do khớp, có thể nó dính ở khớp này, chấn thương tại khớp này, còn là vấn đề liên quan dây chằng, đúng không? Còn nếu do cơ thì anh chị biết rồi, con cũng phải co rút thì nó cứ từ từ ta đưa vào thì nó sẽ vào hết tầng, trừ khi nó di chứng. Ví ta nói vấn đề di chứng xong, hoặc là co cứng tốc độ cao nhất, tốc độ 4 cũng nói gì, đúng không? Cứ trung bình và giai đoạn này thì đã có co rút chưa? Chưa, đúng không? Chưa co cứng rồi, ta nói như vậy thì bệnh nhân sẽ thực hiện tự động hết tầng, trừ khi nó có tổn thương tại của khớp. Ví dụ nhé, bạn sẽ cơ bản, đúng không? Như vậy thì trong cái đánh giá về tầm vận động của khớp thì các chị chú ý cho tôi về bán chân khớp vai này. Bởi vì bán chân khớp vai các chị đánh giá rất khó thật thì chắc chắn là bệnh nhân sẽ có vấn đề về cái tầm vận động, đúng không? Chúng ta không thể dùng hết tầm vận động bởi vì bán chân khớp vai có thể làm ảnh hưởng đến cái vấn đề này, nó sẽ giãn tiết ra từ lòng bàn tay khớp vai. Do đó riêng cái khớp vai các chị đánh giá riêng thôi. Tức là tầm vận động khớp vai đánh giá nếu có dấu hiệu bán chân khớp vai, ghi vào nhá. Đánh giá tầm vận động khớp ở cái phần này này. Trừ khớp vai trong trường hợp nếu có dấu hiệu bán chấn thương khớp vai thì đánh giá riêng, còn nếu bệnh nhân không có dấu hiệu bán chấn thương khớp vai thì đánh giá chung của cả các khớp khác. Lý do là tôi cho là cùng chung một chết. Đánh giá riêng khi có dấu hiệu bán chấn thương khớp vai và nếu không có dấu hiệu bán chấn thương khớp vai thì chúng ta sẽ đánh giá chung tất cả các khớp cùng với nhau. Được chưa? Ý là sao? Tôi nói là sao sao? Thì đây là phần riêng. Như vậy thì trong cái phần này bao gồm đánh giá về cơ và đánh giá vận động khớp, chúng ta nhớ nhé, sử dụng hệ thống bậc cơ để đánh giá đến trừ cơ, sử dụng cái gì vận động thu gấp để đánh giá vận động khớp, được chưa? Rất là rõ ràng nhé. Bây giờ đánh giá từ khớp vai của cơ cầm cơ đánh giá có chút chính là cơ chủ vận các anh chị biết không, cơ duỗi cơ đánh giá có sau rồi chúng ta lựa giảm cơ đơn dạng cái đánh giá có giữa khép là ta có thể thử cơ ngưng lớn cơ thu gấp dạng trong phần làm ngang này, khép cầu phần làm ngang này, xoay trong và xoay ngoài, khớp khỉu là cơ cầm, cơ nhị đầu, cơ cánh tay, duỗi ở trong cái phần dạng khép ấy, các chị nhìn thêm tôi cơ chủ vận cho tôi này, khép cầu phần làm ngang là cơ ngực lớn này, dạng trong phần làm ngang là cơ ngực rộng nhá, như vậy ta tách đôi ra này, khép cầu phần làm ngang là cơ ngực lớn, rồi dạng trong phần làm ngang là cơ ngực rộng phía sau nhá. Xoay trong là xoay trong có rất nhiều cơ và xoay ngoài, xoay trong gồm có cơ gì, cơ dưới vai, cơ bụng lớn, cơ tròn to, cơ lưng rộng. Thế thì trong cái xoay trong này ta có thể lựa chọn một trong các cơ chính để chúng ta thử, ví dụ như cơ tròn, cơ ngực hoặc cơ lưng rộng, và xoay ngoài có cơ dưới ngang và cơ tròn đẻ. Người ta lựa chọn trong một trong hai cơ này là cơ nào dễ hơn, cơ nào dễ hơn thì ta thử, cơ dưới gai dễ hơn, gai gai đây dưới gai thì rất đơn giản, cơ tròn thì chính chặt rất khó để sờ vào để xác định, chính vì ta lựa chọn cái xoay ngoài chính là cơ dưới gai. Ok rồi, nếu không phải được gặp thì cơ nhị đầu, cơ này tay trước chúng ta thử cơ nhị đầu một cơ thôi, duỗi thì cơ tam đầu thì một cơ sấp thì có cơ sấp tròn sấp vuông, đấy cơ sấp tròn và sấp tròn lớn hơn, người cầm tay thì nhóm cơ ngửa quá là lớn rồi. Ok, khớp cổ tay gồm có gập của nhóm cơ gập cổ tay, bao gồm khớp cổ tay quay, khớp cổ tay trụ. Có thể các bạn ghi thêm cái nhóm cơ gập cổ tay, khớp cổ tay quay, khớp cổ tay trụ, duỗi của nhóm cơ duỗi cổ tay quay dài, duỗi cổ tay quay ngắn, cổ duỗi cổ tay trụ. À, nguyên trụ thì cơ một trong hai cơ gấp cổ tay trụ hoặc duỗi cổ tay trụ. Khi cử động nguyên trụ ấy, thì có thể thử một trong hai cơ là cơ gấp cổ tay trụ và duỗi cổ tay trụ. Còn nguyên quay là duỗi cổ tay quay dài, duỗi cổ tay quay ngắn và duỗi cổ tay trụ. Rồi, đi vào như vậy. Thì chưa? Người ta nhớ sau này ta sẽ thuộc trong đầu luôn. Người ta nhìn, ta biết ngay là cơ nào, đúng không? Nhớ luôn. Về khớp ngón tay thì nó gập nhóm cơ khớp của ngón tay thì nó chung chung, thì sau này khi người ta đánh giá ấy, người ta tách cái này ra để thực hiện cái chức năng của cầm nắm của bàn tay đưa vào trong hoạt động thử nghiệm, thì với cái phần đây chúng ta sẽ đánh giá chung nhé, như là dạng khép đối chiếu ngón, đúng không ạ, đánh giá chung rồi. Đấy là
phần ngón tay và ngón tay ta sang khớp hông này, gập cái cơ thắt lưng chậm của cơ thẳng đùi. Như vậy gập khớp hông ta sẽ lấy cơ thắt lưng chậm làm cơ chính để ta dùng duỗi hông, chắc chắn là cơ mông lớn để tụt đó. Dạng hông thì ta sử dụng cơ mông nhỡ, cơ mông bé là biết bên trong chúng ta có xác định ta dùng cơ mông nhỡ. Khép thì nó không khép quá lớn rồi, xoay trong nào, nhớ xoay trong thì cơ nào không. Mà hai nữa cơ nào xoay trong, xoay trong không không xoay ngoài, để cho xoay ngoài trước, xoay ngoài cùng 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 nhớ. Xoay trong thì lấy cơ mông lớn làm chủ vật, bởi vì xoay trong lấy cơ mông lớn và xoay ngoài lấy cơ mông lớn làm chủ vật. Ok, những cơ kia rất nhỏ, anh chị phải xác định đâu nhỏ sâu cũng rất chặt nhé. Thế là gì, tại sao người ta xoay người ta để cho mình lựa chọn như thế, để không cho mình lựa chọn cơ cơ chính đúng không? Để khớp gối chúng ta có cơ gì rồi, cơ như sau này, tam đầu gồm có cơ gì, cơ nhị đầu đùi, bán gân, bán mạng đúng không? Cơ tứ đầu đùi chính là cơ chủ vật, cơ rũ, cơ cột là cơ lớn nhất này, gồm có cơ rộng, rộng trong, rộng giữa, rộng ngoài và cơ thẳng đầu đùi. Còn những khớp của chân này, chúng ta đi cơ này, là phần lưng chắc chắn là cơ chạy trước nhá, là phần lưng chạy trước. Còn phần lòng của chúng ta tam đầu bàn chân nghiêng trong cơ gì, chạy trong mặt ngoài nhưng không phải chạy trước, phải là chạy chạy gì mà nghiêng trong, chạy sau và nghiêng ngoài là cơ mặt. Ok được chưa, chị nói nhá. Rồi bây giờ đây nhóm này là đi cái nhóm cơ nhá, chủ lòng nhá. Rồi ta sang phần chức năng này, phần rất quan trọng đây. Chúng ta sau khi ta đánh giá là sử dụng tay cổ, chúng ta chỉ xong phần thứ hai thì còn những động tác chức năng. Thì ở đây các chị để ý cho tôi này, chúng ta sẽ muốn một thứ nhất là các vị thế, là cái chức năng, cái tư thế, các cái kỹ năng để di chuyển. Có ba cái cột bên cạnh của nó phụ thuộc là gì? Phụ thuộc tức là hoàn toàn phụ thuộc người khác, bệnh nhân không làm gì cả. Mọi người hiểu không ạ? Tức là bệnh nhân phụ